Hello, xin chào. Chúc mọi người xem video vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha. Video hôm nay tôi chia sẻ với các anh chị và các bạn cách kê lược đi khung và kết hợp cử 3mm đi nền cho tóc chải cao nha các bạn. Nền tóc này khá dày ha. Trước tiên thì tôi sử dụng kéo răng tôi tỉa sơ xung quanh của cái form đầu này nha các bạn. Không tỉa vẫn được nhưng mà khi chúng ta đi khung lên thì ở trên nó rất dày nha các bạn. Chúng ta phá lại cái tầng đó nó lâu. Ở đây chúng ta tỉa cho nó mỏng trước đi. Chúng ta đi khung lên là cái cạnh ở trên nó bám xuống nó đều luôn ha các bạn. Và chúng ta cũng tỉa lan tỏa về cái side bên phải luôn ha. Ok. Khi tỉa nền xung quanh của cái form đầu này xong thì ở đây chúng ta làm ẩm tóc và kẹp máy lên ha. Này là kiểu tóc cao nền đen mờ nha các bạn. Ở đây tôi kê lược đi khung trước ha. Thì khung này lấy tương đối cao nha các bạn, tính từ chân viền phía trên bàn tay lên tầm khoảng 8cm ha. Cũng khoảng 2/3 của cái phần size này nha các bạn. Đó, kê lược đi khung xong thì ở đây chúng tôi lắp lại cái cử số 1 nha các bạn, cử 3mm ha. Và áp tông vào từ chân viền chúng ta đẩy lên gần tới cái nền tiếp giáp phía trên các bạn. Chúng ta hướng lưỡi tông ra ngoài cho nó lại theo cái khung phía trên ha. Rồi chúng ta cũng vuốt lại cái nền ở dưới nhiều lần cho cái nền tóc nó đều và nó mượt luôn nha các bạn. Cái tiếp theo chúng ta bo viền trước và sau mai và cái viền vành lỗ tai này luôn ha. Rồi bấm những cái ngọn tóc mà con các bạn nó lan nhiều xuống dưới cho nó gọn lại ha. Và kê lược chúng ta đi lại cái cạnh tiếp giáp đó các bạn, cho nó liền mỹ lên cho lại lên luôn là ok ha. Bám vào cái cạnh đó là cho mượt xuống luôn. Ok, cái phần size phía trước của bên trái này cũng đã xong nha các bạn. Phía sau cạnh vành tay bên trái này cũng kê lược đi khung phía trên lại nha các bạn. Ở đây thì tôi cắt đi khung trước và nền ở dưới lắp cử đi sau ha. Đây là kiểu kê lược đi khung và kết hợp cử 3mm đi nền nha các bạn. Nà, khung này thì cũng canh từ chân viền lên tầm khoảng 8cm cho nó cân xứng với phía trước nha các bạn. Sau khi đi khung rồi tôi lắp lại cái cử số 1 này nha các bạn, cử 3mm ha. Và chúng ta cũng áp tông vào từ chân viền chúng ta đẩy lên gần tới cái khung phía trên cách khoảng 3cm, chúng ta hướng lưỡi tông ra ngoài, chúng ta vuốt cho nó lại lên cái cạnh của cái khung kê lược đầu tiên nha các bạn. Tôi cũng đẩy cho nó có cái dốc lại lên phía trên luôn ha. Đó, nó bám vào cái cạnh nó luôn, liền mỹ xuống luôn. Tiếp theo là chúng ta bỏ cái cử ra nha và chúng ta chấn cái viền ở phía sau cạnh vành tay này luôn nha các bạn. Và chúng ta áp lưỡi tông, chúng ta vuốt nhẹ cái cạnh chân viền này cho nó bóng chân luôn ha. Phía sau vành tay bên trái tới đây cũng đã xong luôn nha các bạn. Ở cái form sau này cũng kê lược đi khung phía trên trước nha các bạn. Khung này chúng ta tính từ chân viền lên tầm khoảng 2/3 của cái form sau này ha. Cách kê lược đi khung thì lược chạy từ dưới lên ha. Đầu răng lược phía trên chúng ta hở ra cách cho đầu khoảng 30 độ trên nha các bạn. Và chúng ta lướt tông ngang mặt lược luôn để chúng ta phá luôn từng khớp ha. Ok. Ở đây chúng ta lắp lại cái cử số 1 nha các bạn. Cử 3mm này chúng ta cũng áp tông từ ở dưới chân viền dưới gáy ha. Để tông lên gần tới phía trên chúng ta hướng lưỡi tông ra ngoài để cho nó một cái dốc lại lên luôn nha các bạn. Đó. Như vậy thì cái nền tiếp giáp từ giữa đó lên phía trên thì nó lại luôn ha. Đó, nó bán xuống hoàn toàn hết. Khi cái phần liên kết từ ở giữa này nó liền lên phía trên rồi thì chúng ta vuốt lại cái nền ở dưới chân viền các bạn, cho nó bóng mà dần đều hết luôn ha. Các anh chị và các bạn thấy video trên kênh có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những cái video mới tiếp theo nha. Và khuyến khích ủng hộ một like để có thêm động lực nhiều video mới hơn nữa ha. Với phần gáy này các bạn ở chính giữa và hai bên hông nó hõm ha, chúng ta cũng cố gắng vuốt tới vuốt lui nhiều lần cho nó đều hết luôn nha các bạn, để nó còn lại những cái đốm đen nó nhìn nó hơi thô ha. Cuối cùng chúng ta bỏ cái cử ra và chúng ta chấn cái viền ở dưới gáy này luôn nha các bạn. Viền này thì chúng ta canh cho nó ngang ha, tức là lấy hai trái tay làm chuẩn và chúng ta chấn ngang luôn. Cắt tới đâu thì chúng ta làm sạch sẽ chân viền tới đó luôn các bạn, khỏi quay lại chỉnh sửa ha. Phía sau cạnh vành tay bên phải này cũng kê lược đi khung phía trên trước nha các bạn. Cũng canh cho nó cân xứng với phía sau cạnh vành tay bên trái ha. Cũng tính từ chân viền lên tầm khoảng 8cm nha các bạn. Chúng ta để tông lướt ngang mặt lược như vậy nó sẽ phá luôn tầng khớp và không có tầng khớp luôn nha các bạn. Tiếp tục thì lắp lại cái cử số 1 nha các bạn. Cử 3mm cũng áp tông từ chân viền chúng ta đẩy lên gần tới cái cạnh phía trên. Chúng ta hướng lưỡi tông ra ngoài để cho nó có cái dốc lại là nó bám vào cái cạnh phía trên chúng ta kê lược vừa rồi nha các bạn. Hãy tông tới lui cái nền liên kết ở giữa này các bạn, cho nó mờ đều hết luôn ha. Và chúng ta cho nó lại bám lên phía trên luôn. Tiếp theo thì bỏ cái cử răng nha các bạn. Chúng ta chấn cái viền phía sau vành tay bên phải này luôn ha. Và chúng ta áp lưỡi tông, chúng ta vuốt lại cái chân viền này cho nó bóng chân luôn nha các bạn.
Tới đây thì cái phần phía sau bàn tay bên phải này cũng đã xong luôn rồi ha. Phía trước cạnh bàn tay bên phải này cũng kê lượt đi khung trước nha các bạn. Cũng canh cho nó cân xứng với phía trước bàn tay bên trái này ha. Cũng tính từ chân viền phía trên bàn tay lên tầm khoảng 8cm nha các bạn. Đầu răng lượt chúng ta hở ra cách da đầu 30 độ trên ha. Và lướt tông ngang mặt lượt để phá luôn từ khớp nha các bạn. Sau khi đi khung rồi chúng ta lắp lại cái cử số 1 này ha. Cử 3mm nha các bạn. Cũng áp tông từ chân viền chúng ta đẩy lại lên ha. Và tới gần tới cái đoạn liên kết ở trên ta hướng lưỡi tông xéo nhẹ ra ngoài. Đi hết hành trình tông lên để hạn chế luôn cái tầng phía trên luôn nha các bạn. Đó cho nó bám lại mượt hoàn toàn lên cái cạnh chúng ta vừa kê lượt đi khung nãy á. Và cũng dùng tông này chúng ta vuốt lại cái nền liên kết ở giữa nhiều lần cho nó đều màu ở cái nền giữa ha. Rồi sau khi nó tạm ổn thì chúng ta chấn viền trước và sau mai và viền bình lỗ tai này luôn nha các bạn. Đây là cách chúng ta tỉa nền đầu tiên nha các bạn bằng kéo răng ha. Khi chúng ta đi tông với kê lượt rồi nó nền cho các bạn nhìn thấy trên nó mỏng nó xuống đều hết luôn rồi nha. Đây là bước cắt máy ha. Máy này thì tôi sử dụng kéo bén tôi cắt nha các bạn. Và chân máy này thì tôi cắt trên chân mài tầm khoảng 1cm nha. Và cắt hiệu ứng mũi kéo xéo đứng chích dắt nha các bạn. Để cho cái ngọn tóc phía dưới nó có cái độ so le nhìn nó mềm mại hơn ha. Cắt máy phía trước trán đã xong thì ở đây so ngọn ở phần đỉnh nha các bạn. Cũng kẹp tay vào tóc và kéo thẳng chân tóc vuông góc với da đầu ha. Hai ngón tay chúng ta kẹp giữ tóc và bấm kiểu mũi kéo xích dắt luôn nha các bạn. Để tạo cái độ so le cho cái ngọn tóc ha. Khi mà chúng ta chải cái ngọn tóc nó tơi nó tự nhiên nó bám á. Nó không có bị gồ ghề nha các bạn. Đó, cắt hiệu ứng xích dắt nha các bạn. Đó, xoay dọc và chúng ta xoay xéo ha. Ok, phần xoay máy sai bên phải cũng đã xong nha các bạn. Máy bên trái thì cũng tương tự ha. Cũng chải tóc từ giữa đến đầu về. Và chúng ta cắt những cái ngọn tóc mà nó phủ ngay cái cạnh chúng ta kê lực đầu tiên các bạn. Ta cắt cho nó bám vào đó hoàn toàn hết luôn ha. Xoay phía dưới xong thì chúng ta cũng xoay cho nó liên kết lên phía trên cho nó đều hết. Giống như cái sai bên phải là ok nha các bạn. Các anh chị và các bạn thấy video trên kênh có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những cái video mới tiếp theo nha. Và khuyến khích ủng hộ một like để có thêm động lực ra nhiều video mới hơn nữa ha. Xịt nước làm ẩm chân viền và chúng ta cạo viền nha các bạn. Viền nãy thì tôi chấn bằng tông nó tương đối sắc ha. Ở đây chúng ta cạo sạch sẽ tóc con phía dưới viền cho nó nét là ok nha các bạn. Phía trên cái vành tai này chúng ta cũng cạo cho nó tròn trịa luôn ha. Và thẳng về phía sau của phần gáy này luôn nha. Cái viền ở phía sau phần đuôi gáy này nãy chấn bằng tông bây giờ cũng cạo lại những cái tóc con cho nó sạch sẽ luôn là đẹp luôn nha các bạn. Sai bên trái này cũng xịt nước làm ẩm chân viền và cũng cạo tương tự như cái sai bên phải nha các bạn. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi xem video trên kênh của Vũ Ly. Xin chúc các anh chị và các bạn làm ăn phát tài, vạn sự như ý, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, gặp nhiều may mắn và cũng như thành công trong công việc. Rồi chúng ta cũng cạo từ phía trên vành tai cho thẳng xuống cái phần hông của phần gáy bên trái này luôn là xong nha các bạn. Tôi chải sơ lại cái tóc cho vào nếp để kết thúc luôn cái video này nha các bạn. Đây là cái kiểu tóc chải cao ha, mái chải 73 trên nền tóc săn dợn nha các bạn, dày. Ok, đây là kiểu tóc khi đã hoàn thành ha, nền đen mờ mai thả viền sau gáy trắng nha các bạn. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi xem hết video. Hẹn gặp lại vào những video mới tiếp theo nha.